Nếu mà các anh chị đang cần tìm một chiếc xe có thiết kế thể thao đẹp mắt thì không thể không ngó tới chiếc xe này nha anh chị. Chiếc Kia Cerato phiên bản hatchback rất là hiếm ạ. Và còn nhập khẩu Hàn Quốc nữa. Biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn, tư nhân một chủ ạ. Xe này thì mới chạy có 23.000 km thôi ạ. Chất xe là cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Đây chúng ta cùng xem nội thất xe. Đây ạ. Ghế phụ. Trần xe. Có cửa sổ trời. Ở đây chúng ta xem cần số đây. Và có điều hòa tự động, có màn hình giải trí. Đầu CD, khởi động nút bấm luôn ạ. Nếu như mà chúng ta thường biết đến những dòng xe có thể thao như là Hyundai Forester hay là Volkswagen Scirocco thì Kia cũng có chiếc này ha anh chị. Chiếc này thời điểm ra mắt là nếu mà xong hết giấy tờ là cũng gần 1 tỷ á. Đối thủ cạnh tranh của hai sản phẩm kia. Đây. Phía sau. Đèn phía sau cực kỳ đẹp luôn. Có cảm biến lùi cũng như là camera lùi ạ. Biển số thành phố Hồ Chí Minh ha. Ở đây thì chúng ta còn có một cụm đèn rất là nhiều bóng LED ở đây. Dành cho đèn phanh ha anh chị. Giả đèn LED phía sau cực kỳ đẹp luôn. Đây là nhập Hàn Quốc, tem chứng nhận xe nhập Hàn Quốc nha anh chị. Tem còn rất là rõ nét luôn. Chủ xe sử dụng rất là kỹ và chạy ít nữa nên xe còn rất đẹp luôn. Thì bên Duy mới giữ lại để bán cho khách hàng đây ạ. Như xe chạy nhiều thì bên Duy không cung cấp đến khách hàng nha anh chị. Vô lăng xe đây ạ. Đây chúng ta có cruise control. Đây là những cái phím điều khiển media cũng như là đàm thoại rảnh tay. Lấy số tay luôn ạ. Chạy 23.000. Không thể tìm được một chiếc xe từ 2013 đăng ký 2014 và mới chạy 23.000 nha anh chị. Những xe như vậy thì bên Duy mới giữ lại để bán cho khách hàng đây ạ. Đây có cân bằng điện tử. Và nâng hạ kính là hai cửa trước là tự động. Chiếc Kia Cerato phiên bản hatchback nhập khẩu Hàn Quốc, biển số thành phố Hồ Chí Minh, sản xuất 2013 và đăng ký 2014, mới chạy có 23.000 km này. Bên Duy hiện đang chào bán là 486 triệu vào thương lượng ạ. Các anh chị quan tâm đến dòng này thì liên hệ với Duy nha. Xe này chạy rất là thích và thiết kế rất là đẹp luôn ạ. Duy sẽ hỗ trợ tối đa cho các anh chị ạ. Duy xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả ạ.